Tôi tên Phạm Minh Hoàng, sinh năm 1955 tại Vũng Tàu. Quốc tịch Pháp và Việt Nam. Năm 1998, tôi tham gia tổ chức Việt Tân. Tôi biết đây là một tổ chức có hoạt động nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo chỉ đạo của Việt Tân, từ năm 2000, tôi trở về nước và tôi đã làm những việc sau. Thứ nhất, tôi đã viết khoảng chừng 30 bài dưới bút danh Phan Kiến Quốc. Trong đó có nhiều chi tiết không phản ánh đúng sự thật Việt Nam, gây mất lòng tin giữa nhân dân đối với Đảng và nhà nước Việt Nam. Thứ hai, vào tháng 11 năm 2009, tôi đã cùng Nguyễn Thanh Hùng và vợ tôi là Lê Thị Kiều Anh sang Malaysia dự các khóa tập huấn đấu tranh bất bạo động cho tổ chức Việt Tân tổ chức. Từ tháng Giêng đến tháng 5 năm 2010, tôi đã cùng Phạm Duy Khánh, Huỳnh Châu và Huỳnh Julia Trang tổ chức các khóa kỹ năng mềm, lôi kéo khoảng 40 thanh niên sinh viên tham dự để tìm người cho tổ chức Việt Tân. Và sau cùng, tại nhà riêng của tôi, vào tháng 7 năm 2010, tôi đã cùng Đoàn Đắc Tuấn, Thanh Hùng và Lê Thị Kiều Anh nhóm họp chi bộ Việt Tân Sài Gòn nhằm mục đích phát triển lực lượng. Tôi thừa nhận những việc làm của tôi ở trên là vi phạm pháp luật Việt Nam và tôi mong mỏi được nhà nước Việt Nam khoan hồng để tôi sớm được trở về với gia đình.